Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là trưa ngày Chủ nhật 26 tháng 5 2019. Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp mặt Cảnh sát Quốc gia nhân ngày truyền thống mùng 1 tháng 6 tại thành phố Westminster, miền Nam California. Và đứng kế bên chúng tôi là ông Nguyễn Xuân Hưng, là Hội trưởng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa miền Nam Cali. Ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia nó vào ngày mùng 1 tháng 6. Đây là cái ngày mà lực lượng Cảnh sát Quốc gia được thành lập theo những cái nghị định của Việt Nam Cộng hòa, mà nó xảy ra vào trước cái 1975. Và cũng theo cái truyền thống của lực lượng, chúng tôi cứ mỗi năm có một ngày làm một cái buổi họp mặt các cựu cảnh sát quốc gia khắp nơi cũng như là thân hữu để mà kỷ niệm cái ngày đặc biệt của miền Nam Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Thưa anh, trên người anh mặc là cái đồng phục của cảnh sát gia chiến. Vậy thưa anh, cảnh sát thì được chia ra làm bao nhiêu ngành đây? Thưa anh Nam, Cảnh sát Quốc gia là một tập hợp của, theo tôi được biết vào cái trước mà vào khoảng tháng 4 1975 thì tôi nghe được biết là nó có khoảng 130.000 chiến sĩ Cảnh sát Quốc gia. Ngành Cảnh sát Quốc gia được chia ra rất là chia ra nhiều ngành, bên cạnh những cái vấn đề tư pháp mà việc làm của Cảnh sát Quốc gia để giữ an ninh trật tự với những cái luật lệ cần thiết cho Việt Nam chúng ta, còn có những bộ phận về hành chánh, những bộ phận về tình báo, quân sự. Cái bộ cảnh phục mà tôi đang mặc hôm nay, đây là một cái bộ cảnh phục cho cái lực lượng quân sự của Cảnh sát Quốc gia mà thường được gọi là Cảnh sát Dã Chiến. Tôi xin vâng, đấy như là tôi trình bày. Vâng. Thưa cảnh sát gia chiến thì cái nhiệm vụ chính là làm những gì không? Mỗi một bên cạnh hai biệt đoàn cảnh sát gia chiến, biệt đoàn 5 và biệt đoàn 3 số 2 của cảnh sát gia chiến, mỗi tỉnh có một đại đội cảnh sát gia chiến để mà làm việc cùng với lại những đơn vị hành chánh, ngay cả những việc mà hành quân, tiêu diệt những hạ tầng cơ sở của cộng sản. Vâng, đấy nhiệm vụ của cảnh sát chiến chiến là về vấn đề quân sự là như vậy. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là ông Phan Văn Bàn, là một cựu cảnh sát quốc gia. Ông đã từng bị tù cộng sản một thời gian rất là lâu. Dạ, xin chào ông Bàn. Dạ, cảm ơn tôi. Xin chào quý đài. Dạ. Dạ. Thưa ông có thể cho biết là ông gia nhập vào cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng hòa trong thời gian nào thưa ông? Dạ, thưa tôi gia nhập cảnh sát quốc gia trong thời gian 1966. Dạ. Dạ. À, sau đó ông làm việc ở đâu? Dạ, thưa, sau đó thì tôi làm việc ở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Tiên Đức. Yeah. Đà Lạt. Yeah. Thưa ông, trong thời gian ông phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia thì cái việc chính yếu của ông làm là những việc cụ thể như thế nào? Thưa, cái thời gian mà tôi phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia thì nói chính xác là tôi thuộc về cái bên cái ngành đặc biệt. Yeah. Yeah. Ngành đặc biệt thì hầu hết là ai cũng, đa số cũng biết là ngành đặc biệt là nhằm mục đích là để ngăn ngừa và ngăn chặn cái hoạt động của cộng sản Việt Nam ở miền Nam Việt Nam lúc bây giờ, dưới cái thời của Việt Nam Cộng hòa lúc bây giờ. Yeah.
Thưa, sau 30 tháng 4 75 thì ông bị đi tù cộng sản bao nhiêu năm? Dạ, tổng cộng sau 30 tháng 4 năm 75 cho đến ngày tôi bị trục xuất ra khỏi tù thì tổng cộng là khoảng 29 năm mấy tháng. 29 năm mấy tháng? Dạ. Vậy hình như là tù lâu hơn cả ông Phan Tấn Ngư, Tổng hội trưởng Cảnh sát Quốc gia. Dạ, dạ. Nói hơn thì tôi không dám, nhưng mà nói về thời gian thì lâu hơn thì đúng rồi. Dạ. Dạ, dạ. Tôi không có, tại sao cộng sản khi mà họ giam ông lâu như vậy, chắc có thể nào họ cũng cho ông biết cái lý do. Thưa, cái lý do thì họ không cho biết, không bao giờ họ cho biết. Và họ cứ luôn luôn họ đòi hỏi là mình phải có sự tiến bộ. Nói như thế thì quý vị cũng, dư luận cũng biết là như thế nào gọi là tiến bộ. Và chính từ chỗ thiếu từ tiến bộ đó mà họ cứ mặc nhiên để cho mình ở trong tù. Và họ thường làm việc họ cũng, cái nhu cầu họ là càng mình thay đổi quan điểm, thay toàn bộ hẳn cái quan điểm của mình. Đà Lạt đó là một thành phố du lịch, thì không biết cộng sản trong cái thời gian trước năm 75 đó, thì họ có thường hay quấy rối tại những vùng tuyến đức Đà Lạt không, thưa ông? Dạ, thưa, vấn đề trước năm 75 thì việc mà quấy rối, ám sát rồi đi đặt mình rồi tất cả những cơ sở của tất cả những cái đối tượng mà họ cho là phía có chức năng ở trong cái chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, mà đặc biệt nói chung mà nói riêng là ở Đà Lạt du Đức, mà họ cho là cái thành phần ác ôn. Dạ. Dạ. Trong thời gian mà tù 29 năm như vậy thì cái sự đối xử của những người tù, của những cán bộ của trại cộng sản đối với riêng với những người cảnh sát quốc gia thì như thế nào? Thật ra thì cái thời gian mà bị cầm tù trong các trại giam từ trại từ miền Nam cho ra miền Trung cho ra miền Bắc, thì cái thành phần những đối tượng mà họ cho là chống đối lại họ đó, gọi là cái thành phần nếu bình thường gọi là tù chính trị đó, mặc dù là phía họ không thừa nhận, nhưng mà cái chuyện mà cái thời gian trước đó thì phải nói là họ tìm bằng mọi cách rất là tinh vi để mà làm thế nào đó để mà luôn luôn là nằm trong cái tình trạng coi như là bị đàn áp. Đàn áp với nhiều hình thức, ví dụ như là ở từ miền Nam ra đến Bắc, nói chung là vô nhà tù thì khởi đầu là chúng tôi phải ở chung với họ cho ở chung với tù hình sự. Ở tù hình sự thì nhiều lắm, mục đích là họ để đồng hóa mình với tù hình sự, đại khái đó là một hình thức đàn áp. Có nhiều hình thức khác nữa, đại khái như thế. Ngày truyền thống cảnh sát quốc gia sau đó đã được bắt đầu với nghi thức chào cờ khai mạc và phần rương hương tưởng niệm, cùng phần giới thiệu quan khách tham dự là đến phần ngỏ lời chào mừng của ông Phan Tấn Ngư, Tổng hội trưởng Ái hữu Cảnh sát quốc gia. Quý vị cũng đã còn nhớ cái lý do tại sao cái ngày cảnh sát quốc gia ra đời trong cái buổi họp chuẩn bị cho ngày quân lực năm 1971. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đưa ra một vấn đề: quân lực có ngày quân lực, tại sao không có ngày cảnh sát quốc gia? Nhưng niên trưởng của các vị đã nói rõ rằng chúng tôi không muốn một quân lực trong một quân lực, do đó chúng tôi chỉ được mang danh xưng là ngày cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, và đã lấy 1 tháng 6 hàng năm để làm ngày cảnh sát. Từ thời gian trước xa xưa cho tới thời gian trước 75, cho tới thời gian ra hải ngoại này, những khó khăn chúng ta đang vấp phải, nhưng chúng ta cố hết sức để làm tròn cái nhiệm vụ của mình đối với tổ quốc, đối với dân tộc, đặc biệt nhất là trong quốc gia trước kia đang trong thời chiến. Cái khó khăn đó có lẽ tôi không cần thiết phải nhắc lại đây, quý vị cũng thấy rằng mình đã đóng góp với sức mình và tâm lực của mình để bảo vệ tổ quốc, nhưng chúng ta đành thua những sự phản bội. Thì chính điều này những đàn ông chúng tôi có lẽ biết nhiều hơn rồi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngày truyền thống cảnh sát quốc gia và phần phát biểu tiếp theo của ông Phan Tấn Ngư, Tổng hội trưởng Ái hữu Cảnh sát quốc gia về tình hình cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali. Thời gian gần đây, các sự kiện xảy ra cộng đồng này
quý vị đã đưa cho chúng tôi rất là khó khăn, đặc biệt nhất là cho Tổng hội Cảnh sát Quốc gia ở tại vùng Nam Tây Nguyên. Với một hội đoàn, chúng ta không cảm thấy khó khăn hơn là vai trò của Tổng hội. Một sự sai lầm có thể đưa đến những đổ vỡ khác, mà đổ vỡ này ai nêu ra, ai muốn? Đảng Cộng sản trong nước đang trông chờ có bao nhiêu đó thôi. Suốt thời gian qua, quý vị đã thấy rằng những khó khăn của chúng ta đối với cộng đồng, chính đó là một những vấn đề mà chúng tôi cảm thấy rất là khó xử, đâu cũng tình, đâu cũng nghĩa. Nhưng chúng ta sẽ làm sao đây? Rồi đây, có lẽ cộng đồng này cũng sẽ phải có cái giải pháp nào đó để đưa tới một hiện trạng tương đối ổn định hơn. Tôi không dám nói là tốt hơn thời gian trước. Nhưng riêng đối với anh em chiến sĩ cảnh sát quốc gia, tôi không dám nói chúng tôi là những người tài ba, nhưng chúng tôi chỉ mong muốn rằng khi các anh em phán xét bất cứ điều gì, các anh em hãy đặt mình vào vị trí của những người đi thi hành cái nhiệm vụ mà các anh em giao đó, để chúng tôi sẽ phải làm gì. Đó là một trong những việc mà hôm nay trước quý vị quan khách cũng như tất cả các anh em chiến sĩ cảnh sát nhà, chúng tôi chỉ xin quý vị bỏ điều, đừng bao giờ phán đoán theo một đường hướng của mình. Ai cũng có cái phải, nhưng mà không bao giờ ai nhìn ra cái phải chung để mình có cái giải pháp. Đó là sự kiện chúng ta đưa ra đâu cũng là cái thường, mà chính cái đó là một những cái thường nêu ra là nghị quyết 36, 37, 38 gì đó. Nhưng thật sự ra chính chúng ta là những người đưa ra những đề tài để cho bọn Cộng sản khai thác. Nếu đó Cộng sản không thì không muốn, mà cái Cộng sản thì bọn tay sai ở đây, nó sẽ khai thác triệt để những cái điều đó. Đó là một những vấn đề mà chúng tôi xin quý vị đừng bao giờ thờ ơ đối với hiện tình của cộng đồng ngày hôm nay. Đối với vai trò người chiến sĩ cảnh sát nhé, tôi chỉ mong mỗi người hãy góp với chúng tôi một tay, một ý để cùng nhau làm tròn trách nhiệm của mình. Mà trước năm 75, chúng ta cũng đã có một lần thề dưới cờ hy sinh vì tổ quốc. Đó là điều chúng tôi mong muốn và sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến của tất cả quý anh, quý chị, cũng như tất cả quý niên trưởng, có cũng như không có ngày hôm nay. Mong rằng ngày cảnh sát quốc gia là một những ngày chúng ta luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình, hơn là để có những sự vui chơi mà thấy không cần thiết. Kế đến là phát biểu của bác sĩ Trần Quang Khải, hậu duệ của cảnh sát quốc gia. Ông đã nói đến tầm quan trọng của môn lịch sử sau khi ông đưa ra vài dẫn chứng. Con người phải hiểu biết lịch sử. Chúng ta phải biết lịch sử để nhớ rằng mình đã từ đâu tới. Chúng ta phải biết lịch sử để biết cái chỗ đứng hiện tại chúng ta, là chúng ta đang đi lùi hay là chúng ta đang đi tới. Chúng ta phải biết lịch sử mới có thể có một sự chọn lựa đúng đắn trong cái tương lai. Those who do not learn history are doomed to repeat it. Those who fail to learn from history are condemned to repeat it. Ai không hiểu lịch sử sẽ lặp lại những sai lầm đã xảy ra. Thế thì những ai quên đi quá khứ thì tương lai của họ sẽ có nhiều sai lầm. Khi một người hay một nhóm người đã làm việc gì khi có lợi cho họ, họ sẽ làm việc đó mãi và không thay đổi cho đến khi có một cái gì ngăn chặn họ lại.
trong một hội trường đầy cảnh sát quốc gia, chắc ấy không cần phải nói nhiều. Tội phạm, khi một can phạm có một tội trộm cướp, giết người hay là bán nước buôn dân, nếu không có một sự trừng phạt, liệu những người đó có thể được thay đổi được hay không? Nhưng hôm nay Khải không muốn đứng đây nói lên những gì mà ở đây ai cũng đều biết. Lịch sử và tài liệu phải là những gì quý báu nhất cần chúng ta phải bảo vệ. Đã có câu, lịch sử sẽ được viết bởi ai người thắng cuộc. Nếu chúng ta không bảo vệ và ghi nhận lịch sử của mình, nếu chúng ta không bảo vệ và ghi nhận lịch sử của chúng ta, người khác sẽ làm cho mình. Tổng hội Cảnh sát quốc gia đã phát hành lược sử trong năm 2018. Năm 2019, Khải xin Tổng hội mở rộng lược sử ra thêm. Mục đích của lược sử không phải chỉ dành cho những người đã từng một chút lịch sử. Theo cái lời tựa trong lược sử là soạn thảo quyển cảnh sử để làm tài liệu tham khảo cho thế hệ mai sau muốn tìm hiểu về ngành Cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Khải đọc được lịch sử rất nhiều lần, nhưng vẫn có nhiều chỗ Khải không hiểu thấu. Có lẽ Việt ngữ của Khải còn kém. Thế thì phần đông mấy em lớn lên đây thì chắc cũng chịu thua thôi. Lịch sử cần phải dịch ra tiếng Anh. Con đường thành lập lịch sử Cảnh sát quốc gia còn dài. Quý vị đã đúc kết được lịch sử. Bây giờ là lúc tạo cơ hội cho người đọc lược sử. Tổng hội Cảnh sát quốc gia đã tốn hơn 10 năm mới xuất bản được lược sử, nhưng bước kế tiếp sẽ không lâu được như vậy. Bước kế tiếp cần có sự tiếp tay của thế hệ trẻ. Đây là một cơ hội cho hai thế hệ già trẻ làm việc với nhau để phổ biến quyển sách quan trọng này. Lịch sử, hồi Khải còn đi học, Khải ngán cái môn này, rất là nghe. Học xong trả bài cho thầy rồi trả luôn, quên hết. Nhưng hôm nay Khải biết lịch sử rất là quan trọng. Lịch sử là một trang bị cần thiết cho sự đấu tranh cho quê hương và dân tộc. Hồi tháng 4 vừa qua, Khải tình cờ biết được bác Trần Minh Công có bài thuyết trình ở Texas Tech University Vietnam Central Archive. Khải có xin và đọc được bài nói chuyện của bác tựa đề The Republic Vietnam National Police During and After Vietnamization. Khải có dịp đối chiếu với lược sử và học hỏi rất nhiều, nhất là những chi tiết về chương trình Phụng Hoàng cũng như chương trình Bình Định xây dựng nông thôn. Nhưng hiếu kỳ của Khải còn hơn thế nữa. Khải muốn biết trong ngày đó bác Công cư xử như thế nào và nói chuyện như thế nào trong một hội trường có những người như là Lê Hiếu, Nguyễn Hùng. Họ là những người mang danh sử gia Việt Nam, xuất thân từ các đại học trong nước trong những năm gần đây. Khải thầm nghĩ, làm thế nào để thế hệ trẻ của Cảnh sát quốc gia có đủ trình độ và học thức để không thua thiệt trong lời nói và hành động khi họ có dịp phát huy học thức của mình. Nếu ai cũng muốn coi cái bữa nói chuyện đó của bác Công Texas Tech trong mấy tuần nay, nó có upload mấy cái video. Khi Khải xem buổi nói chuyện của bác Công, Khải thấy bác tuổi đã cao, Khải cũng không thể không lo lắng. Khải nghĩ rằng khi bác Công quay người lại nhìn phía sau bác, bác có thấy ai đứng phía sau bác để hỗ trợ cho bác hay không? Trước khi hết lời, cuộc chiến bằng súng ống cho Việt Nam đã chấm dứt 44 năm nay. Nhưng cuộc chiến cho đất nước và dân tộc vẫn còn tiếp diễn rất nhiều nơi, trên nhiều phương diện, trong ngày hôm nay và ngày mai. Thế hệ sau của Cảnh sát quốc gia cũng như thế hệ sau của Việt Nam Cộng Hòa cần quý vị hướng dẫn và trang bị cho họ những nhu cầu cần thiết.
chúng ta phải bắt đầu bằng lịch sử của hôm qua, để rồi con cháu mình sẽ viết lịch sử trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, buổi kỷ niệm ngày truyền thống Cảnh sát quốc gia, sau những phát biểu của ban tổ chức và lớp hậu duệ, chương trình đã được tiếp tục với phần dùng cơm trưa thân mật trong lúc thưởng thức chương trình văn nghệ do gia đình Cảnh sát quốc gia và thân hữu phụ trách. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.